Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp gỡ tác giả Hào Phan, một cây viết mới ở trên kênh Sống của chúng ta. Thật ra Hào Phan là một cây viết rất là quen thuộc ở trên kênh Đất Đồng Radio. Những câu chuyện của bạn ấy đã được Nguyễn Huy diễn đọc. Ngày hôm nay thì bạn ấy đến với kênh Sống của chúng ta với một câu chuyện có tựa đề Phía Sau Tội Ác. Quý thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện và văn phong của Hào Phan thì hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc tương tác trang Facebook cá nhân. Đường liên kết của Hào Phan thì dán trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh Xóm nhé. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào câu chuyện ngay sau đây. Năm 2009, tại Nha Trang. Phập, phập. Tiếng giặt thịt cứ thế vang lên tại một trại heo ở xa khu dân cư. Gã Thành liên tục làm những thao tác mổ bụng, tróc thịt bằng con dao sắc bén. Cứ thế, gã lướt lưỡi dao từ dưới bẹn lên tới cổ con heo, đoạn móc hết cơ quan nội tạng để sang một bên. Từng động tác rất điêu luyện, máu nhuộm đỏ cả một khoảng xi măng rộng. Gã lau đi mồ hôi trên mặt, rồi lên giọng. Hôm nay mừng bao nhiêu đây là đủ rồi phải không? Vợ của gã là Thục, đang nắm lấy chân con heo mà lôi ra cho gã làm lông. Mồ hôi đổ đầy trên trán, nghe gã nói vậy cũng hậm hực. Này, người ta giao cho mình làm 4 con, bây giờ làm 3 con sao đủ? Đang cầm lưỡi lam lúi húi cạo lông thì những lời nói của vợ lọt vào tai gã. Thành khựng lại rồi đưa con mắt giận dữ nhìn Thục. Cô nói vậy là sao? Rõ ràng hôm qua nói là làm 3 con mà. Bây giờ trễ rồi, làm sao mà kịp nữa hả? Thục khẽ thở dài rồi nói. Ê, sáng nay tôi lo công chuyện nấu nước quá, cho nên không có nói với anh. Bà hai bà kêu thiếu, cho nên phải mừng thêm cho bà. Quên quên cái mẹ gì, tôi còn có công việc quan trọng phải đi. Hôm qua bộ bị câm hay sao mà không nói được hả? Bây giờ mới mở họng ra mà nói. Ngoài mần heo ra thì anh có việc gì hả? Có phải anh vẫn còn đi theo cái con nhỏ đó có phải không? Tôi biết ngay mà. Gã nghe xong cũng không thèm trả lời, liền đứng dậy, hậm hực quay mặt đi trước con mắt dò xét của vợ gã. Định đi đâu hả? Gã quay mặt lại gằn giọng. Đi đâu kệ tôi. Lát bà bán thịt có hỏi thì nói tôi bệnh, làm được có 3 con thôi. Không nhận thì tìm mối khác, lo gì đói chứ. Nói về gia cảnh của Thành thì cho suông là giàu từ trong trứng nước giàu ra, nhờ vào cái ngành giết chóc này. Cái nghề này là nghề gia truyền của gia đình gã. Từ lúc bé, Thành đã không lo ăn lo mặc. Học tập đối với gã chỉ cho có lệ thôi, chứ thật ra ba của gã định hướng cái nghề nuôi heo này từ trước cho gã rồi. Lúc nhỏ, Thành đã được ông già dạy cho cách làm thịt heo một cách rất điêu luyện. Cũng chứng kiến cảnh máu me giết chóc này nhiều nhất, nên dần quen thuộc với mùi máu tanh, trở thành một người lạnh lùng, tính dễ nổi cáu, nhất là khi ai đó nói gì không vừa ý về nghề của mình. Người lớn tuổi gần đó cũng biết rằng nhà gã ba đời giết chóc, quán nghiệp chắc cũng dâng cao đến đỉnh đầu rồi, khó mà rửa được. Giờ chỉ còn cách ngừng lại để tích đức thôi. Nhưng ai khuyên đây? Chả ai cả, ngoài bản thân của gã thôi. Vợ gã nghe đến đây cũng quýnh quán nói. Anh đi đâu? Còn mừng chưa có xong mà. Thôi im đi, nói nhiều quá. Tự mà làm đi. Dứt câu, gã quay lưng về phía cô Thục, rồi nhanh chóng bước đi lên cửa trước. Dáng đi này như đang gấp gáp làm chuyện gì lắm. Khi nghe tiếng xe máy nổ,
cũng không biết gã đã chạy đi đâu rồi. Cô Thục hung hăng cầm con dao sắc lẻm, chặt từng khúc thịt heo với vẻ mặt bực tức. Có lẽ cô đang tưởng tượng khúc thịt kia chính là chồng của mình thì phải. Vừa bổ súng, miệng cô vừa lầm bầm chửi. Đến giờ vẫn còn tư tưởng gặp gỡ con nhỏ đó. Tao mà bắt được thì đừng có trách. Phập. Tiếng dao bổ đinh tai nhức óc như đang trút đi mối hận trong lòng của cô Thục lúc này. Mỗi ngày cô phải thức khuya dậy sớm chăm sóc cho hàng chục con heo, tắm rửa, dọn phân, cho ăn, tất cả đều một tay cô quán xuyến. Ban ngày thì chả thấy gã chồng đâu, đêm muộn mới thấy Thành lết xác về nhà. Ngày qua ngày, cô dần không chịu nổi cái tính nết của gã chồng này. Có lần trong lúc gã đi tắm, có người gọi đến, cô liền không nghĩ mà bắt máy. Tiếng nói trong chiếc điện thoại phát ra làm cho cô choáng váng, là giọng một cô gái nói rằng anh bỏ quên cái bóp tiền ở nhà cô ta. Chưa kịp nghe tiếp thì gã Thành chạy ra giật lại cái điện thoại. Cứ thế cả hai cự cãi một trận quyết liệt, hạnh phúc gia đình cũng từ đó mà vỡ đi một góc. Trước đây Thục cứ nghĩ gã chỉ ăn chơi nhậu nhẹt thôi, ai ngờ lại thành ra đổ đốn thế này. Đúng là thằng đàn ông tệ bạc. Nghĩ tới đây, cô lại sụt sùi nước mắt, rồi nhanh chóng lau đi, khẽ đưa mắt lên cái đồng hồ treo tường. Đã 5 giờ sáng, giờ cô phải đi giao heo đến các sạp ở chợ. Dù gì, nhà cô cũng là nơi cung cấp thịt heo lớn tại Nha Trang lúc bấy giờ. Vì sợ lòng tham của con người, nên Thành không thuê ai làm giúp, chỉ để một mình vợ làm tất. Còn mình thì ăn chơi đú đỡn ở ngoài, mặc ai sống chết. Đến 7 giờ sáng, Thục gần như đã giao xong hết các sạp, chỉ còn mỗi sạp cuối. Vì nhiều thịt nên ít nhất phải 2-3 chuyến mới giao xong. Đưa đến quầy cuối thì bà chủ thấy thiếu thịt cho nên hỏi. Sao nay ít vậy? Hôm qua tôi dặn là nhiều hơn rồi mà. Thục ngồi trên chiếc xe máy, tay tháo cái nón ra cho dễ thở. Sáng giờ giao hàng cũng mệt thở không ra hơi. Đoạn nhìn bà ấy rồi nói. Thằng chồng tôi hôm nay nó bệnh liệt giường sắp chết, cho nên không có làm nhiều được. Cái gì? Rồi có sao không? Yên tâm đi, cái thằng trâu bò của nó làm sao chết được. Mấy bà bán hàng gần đó nghe vậy cũng được dịp cười ré lên. Thế là tất cả tụm ba tụm bảy nói chuyện đông chuyện tây, coi bộ cũng náo nhiệt lắm, cứ như đang chợ ấy. Mà quên, đây là chợ mà. Đang mãi tám chuyện thì từ đâu một chiếc xe vút qua. Theo linh tính, cô Thục đưa con mắt nhìn theo. Đập vào mắt cô là cảnh tượng gã chồng đầu ấp tay gối với mình mấy năm qua đang chở một con nhỏ nào đó, ôm nhau ra vẻ yêu thương mặn nồng lắm. Người cô bắt đầu rung lên vì tức giận, lửa hận trong người bùng lên sau bao nhiêu lâu cố gắng kìm nén. Chiếc xe đã chạy mất hút, nhưng cô vẫn đưa con mắt giận dữ nhìn về hướng đó. Bà bán thịt thấy lạ, liền hỏi lớn. Này, làm gì như mất hồn vậy? Đang nói chuyện mà nhìn đi đâu đó? Câu nói như kéo cô về thực tại, nhanh chóng bình tĩnh lại, không cho phép mình được nóng giận ngay lúc này. Cô nhìn sang bà bán thịt, nở một nụ cười, một nụ cười méo xệch. Không có gì đâu. Thôi, tôi cũng phải về đây, nhà còn nhiều việc lắm, chưa kịp cho mấy con heo nó ăn nữa. Vậy thôi, mày nhớ giao đủ heo cho tôi á. Nay người ta cũng ăn thịt heo nhiều lắm, cho nên nó phải thêm hàng. Tôi biết rồi. Dứt câu, cô Thục quay xe rồi chạy một mạch về nhà. Trong lòng không ngừng dấy lên sự lo lắng, giận dữ. Hai thứ hòa trộn vào nhau, tạo nên cái cảm giác khó tả. Lúc về đến nhà, tuy tay làm, nhưng đầu thì lại vứt ở nơi xó xỉnh nào đó không tập trung được. Cho đến khi tối đến, Thành về nhà, vẫn như mọi khi gã hỏi. Mai làm mấy con heo, để tôi chuẩn bị.
Cô Thục quay lưng về phía gã. Có lẽ cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt khốn kiếp của kẻ tệ bạc một lần nữa. Gã thấy như vậy liền nổi giận quát lên. Mày điếc hả? Tao hỏi là mai mần mấy con, hay là mày muốn tự làm hả? Thục nghe mắng như vậy cũng thầm khóc. Đúng là cái lão chồng khốn nạn. Nhưng cô vẫn sụt sùi nói. Bốn con. Mai mốt tao có hỏi á, mày mà câm miệng nữa thì mày tự làm nghe mày. Gã bây giờ mới ậm ừ, rồi leo lên cái chõng trước nhà ngáy khò khò. Đã từ lâu Thành không còn ngủ chung với Thục nữa. Có lẽ gã chê người con gái đã lo lắng từng chén cơm manh áo, chịu bao nhiêu cực khổ này, là một người dơ giấy xấu xí, không bằng con bồ nhí của mình. Tình cảm cũng theo đó mà dần nhạt phai. Cái hạnh phúc này chắc chắn sẽ không còn trọn vẹn nữa rồi. 2 giờ sáng hôm sau như thường lệ, Thục bắt nước nóng chuẩn bị mần heo, nhanh chóng đến giữ con heo cho Thành cắt cổ. Tiếng la của con heo vang lên thất thanh. Chỉ một chút nữa thôi, nó sẽ không còn cơ hội hét nữa. Thành lấy con dao sắc lẻm sáng bóng ra, mạnh bạo đưa đường dao ngọt liệm cắt cổ con heo. Máu huyết nóng chảy ra như suối, mặc cho nó giật liên hồi. Gã nhanh chóng lấy chậu ra hứng tiết. Cứ thế như thường ngày, rạch bụng, lấy lòng, cạo lông. Nói gì thì nói, chứ gã cũng là một tay đồ tể lành nghề. Mần heo đối với Thành chỉ như một trò chơi thôi. Thục đang suy nghĩ điều gì đó, có vẻ vẫn còn để bụng chuyện hôm qua Thành chở người con gái lạ. Khẽ đưa mắt nhìn chồng, đoạn cô hỏi. Hôm qua anh đi đâu? Thành đang làm nghe vợ hỏi thì khựng lại. Đi việc. Anh thì có việc gì ở ngoài hả? Việc gì thì kệ tôi, không cần cô phải để tâm. Lo mà làm cho nhanh đi. Đôi tay đang nắm con heo thì Thục bỗng nhiên buông thõng, không thèm giữ nữa, miệng cười khẩy. Nhanh làm gì hả? Có phải tranh thủ thời gian để đem con kia đi mua sắm phải không? Tao biết ngay mà. Thấy Thục có thái độ lạ mà trước giờ chưa từng có, gã đang cúi đầu chăm chú thì liếc con mắt giận dữ nhìn Thục. Mày nói cái gì đó? Tao chở ai đi đâu là quyền của tao, mày có quyền xen vào hả? Nghe đến đây như nồi nước sôi chuẩn bị tràn, Thục đứng phắt dậy, đôi mắt đã ngấn lệ từ lúc nào. Cô chỉ tay về phía gã chồng khốn nạn ấy mà nói. Bây giờ thì mày thừa nhận rồi phải không? Rằng là mày có con nhỏ nào đó ở bên ngoài. Gã cũng đứng dậy hằng học. Trước giờ tao chưa từng giấu, tại vì mày ngu mới không biết thôi. Mày đúng là thua con chó nữa. Mày nói ai là chó hả? Có tình tao đánh chết mẹ mày không? Mày ngon mày đánh tao coi, mày đánh coi. Lời nói như tiếp thêm động lực cho Thành. Khuôn mặt gã vằn lên những tia máu, dấy lên sự nổi giận tột cùng. Thành đưa bàn tay to khỏe của mình đánh bóp một cái, muốn nổ đom đóm mắt. Cái tát gần xanh gần đỏ mạnh bạo của gã làm cho Thục ngã nhào bất tỉnh ngay tức khắc mà không kịp nói thêm câu nào. Thấy vậy, gã vẫn điềm tĩnh ngồi xuống thềm, lấy điếu thuốc ra kéo một hơi, mặc cho vợ có ra làm sao cũng không quan tâm. Tầm nửa tiếng sau, Thục lờ đờ tỉnh dậy, cảm thấy bên mặt đau đớn khôn nguôi vì vừa hứng trọn cái tát trời giáng của gã chồng tệ bạc. Cô ôm mặt khóc nức nở một lúc. Không dừng lại ở đó, Thục đứng dậy, quăng đôi mắt giận dữ về phía chồng mình đang thản nhiên hút thuốc mà hét lên từng chữ. Mày dám đánh tao hả, thằng chó đẻ? Bà con hàng xóm lại đây mà xem nó đánh tôi đây nè. Đúng là tôi lấy phải chó rồi chứ không phải người. Gã đang hút thuốc nghe đến đây liền nổi trận lôi đình. Nó cả gan dám chửi mình là chó. Nói như vậy chẳng khác nào chửi cái dòng họ nhà gã không phải là con người.
Thành quăng điếu thuốc xuống rồi nhìn vợ mình mà rít lên hăm dọa. Con gái mẹ mày, dám chửi tao là chó hả? Mày có tin tao giết mày không? Nghe gã đòi giết mình, Thục lại khóc lóc dậy nảy lên mà chửi lại. Mày dám giết tao? Có vợ bé còn đòi giết tao nữa. Mày có còn là con người không hả? Hay ba má mày không biết vậy, đẻ ra cái thằng con khốn nạn tệ bạc như mày. Có ai không? Qua đây mà coi, nó đòi giết tôi đây nè. Tao nhìn mày đủ rồi đó. Con mẹ mày, mày la nữa tao chặt đầu mày như chặt đầu heo đó. Trời ơi là trời, nó còn đòi đem tôi ra chặt đầu nữa. Số tôi khổ, lấy phải thằng chồng khốn nạn đây mà. Có ai mà thấu được đâu, đúng là cái thằng chó đẻ mà. Cứ thế, những lời nói thâm độc của Thụy chạy vào tai của gã. Cô vẫn không dừng lại, vừa đứng vừa chửi cho nguôi đi nỗi uất hận trong người mấy năm qua. Như tiếp thêm dầu vào lửa, mặt Thành đằng đằng sát khí. Không nói không rằng, gã đi lại nhà sau cầm lên một khúc cây to bằng bắp chân, tiến lại chỗ Thục đang róng họng chửi rủa mình. Đốt! Thục bất ngờ đang chửi thì im phăng phắc ngã đập đầu xuống nền xi măng. Một bên đầu bị móp sâu vào trong, chảy ra dòng máu nóng hòa lẫn với ốc, tạo nên một thứ hỗn hợp tanh tưởi đến lợm giọng. Trong lúc này, cô vẫn còn một chút ý thức, hai mắt vô thần, miệng mấp máy vài câu vô nghĩa, chỉ thấy mọi thứ cứ dần mờ đi. Thục giật giật vài cái rồi buông thõng người. Chắc giờ đây Thục không còn biết đau là gì nữa rồi, bởi cô ta đã chết dưới bàn tay của kẻ từng hứa cho cô hạnh phúc, một mái ấm đầy tình thương, giờ đã đổi thay thành một kẻ tàn ác đến đáng sợ. Một cái chết thật đau đớn. Thành cầm trên tay khúc cây vừa đập đầu vợ mình, rớm máu nhỏ từng giọt xuống nền nhà đọng lên thành vũng. Trong tình thế này, thay vì sợ hãi thì gã lại điềm tĩnh đến lạ, đưa con mắt đỏ như máu nhìn vợ mình nằm đó chết. Để tôi coi mày còn chửi được nữa không, đồ con chó cái. Dứt lời, gã nhìn một lượt từ trên xuống dưới xác của Thục đang nằm trong vũng máu. Không một chút đau xót, không một chút hối hận khi đã nhẫn tâm ra tay sát hại chính người vợ đã bên mình bao năm qua. Tự hỏi liệu gã có còn là con người hay không, hay đã trở thành ác quỷ. Đồng hồ đã điểm 4 giờ, gã cũng biết điều này, phải nhanh chóng xử lý cái xác của Thục trước khi trời sáng. Tay gã cởi đồ của Thục ra gói lại rồi bỏ vào một cái bịch. Đoạn gã chạy lại sau nhà lấy đồ nước nóng mà Thục đã nấu trước đó. Không nghĩ nhiều, gã tạt thẳng vào cái xác. Da người chạm nước sôi bốc lên tiếng xì xèo đáng sợ như cái lúc mà gã làm heo. Nhưng khác ở chỗ là bây giờ gã đang làm thịt chính người vợ của mình. Thành cầm con dao sắc lẻm lên, ngồi xuống nhìn cái xác của Thục mà nhếch môi. Tao xin lỗi mày, cũng là do mày ép tao thôi. Đôi tay gã nhanh chóng làm những động tác điêu luyện, mổ bụng lấy cơ quan nội tạng để qua một bên. Gã đưa con dao sắc bén từng làm thịt mấy con heo mà cắt đứt đầu của Thục, rồi quan sang một góc, sắc mặt vẫn không thay đổi, không một chút sợ hãi nào hết. Gã cắt lìa từng khớp tay của cô ra xong, lấy con dao khác lóc thịt để vào bịch cột lại. Xương đã tách xong xuôi thì gã để gần đó. Tiếng phập phập ghê rợn cứ thế mà phát lên đinh tai nhức óc suốt khoảng một tiếng đồng hồ. Xong việc, gã lao đi mồ hôi còn đọng lại trên trán. Lúc này thịt của Thục đã bị gã lóc ra hết để vào mấy cái bịch đen, còn xương thì gã tách ra riêng hết. Đoạn lấy ra điếu thuốc rít một hơi. Đôi tay cộng với quần áo của Thành đã nhuốm máu đỏ tươi,
nhưng dường như gã không quan tâm đến điều đó. Khi điếu thuốc đã hết, Thành đứng dậy, cầm mấy khúc xương men theo con đường nhỏ, đi ra sau chuồng heo. Phía sau khu chuồng heo mới xây có một khu đã bỏ hoang từ mấy năm trước, bình thường chỉ để dùng đựng những đồ lặt vặt thôi. Ánh mắt của Thành lâu lâu nhìn sang mấy đám ruộng, xem có ai thấy tội ác của mình không. Khi đã đến cái hố gà cũ, Thành nhanh chóng quăng mấy cái xương xuống, còn không quên nhét luôn cái đầu đang trừng trừng mở mắt nhìn gã xuống cùng. Lát sau gã lấy xi măng trám lại để không ai nghi ngờ. Còn phần thịt thì dùng để cho mấy con chó cột đằng sau nhà ăn hết. Bản thân Thành giờ đây đã chính thức trở thành một kẻ máu lạnh thật sự. Đến sáng, Thành phải tự thân đi giao thịt heo ra chợ. Vừa đến quầy, bà bán thịt heo thấy lạ. Hôm nay sao gã chồng của Thục lại đi giao thịt? Bình thường toàn là Thục làm việc này mà. Bà ấy vì tò mò nên hỏi Thành. Ủa, hôm nay vợ mày đâu? Sao tự thân đi giao thịt vậy? Nghe bà bán thịt hỏi, gã khựng người lại, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Để lộ sơ hở là người ta nghi ngờ ngay. Đoạn vừa đưa thịt vừa nói. Hôm nay nó bệnh nên nhờ tôi giao giùm. Mà cũng hỏi hơi nhiều rồi đó. Thôi, tôi đi đây. Nói xong không để bà ấy trả lời, gã phóng xe chạy đi mất như đang lo lắng điều gì. Bà bán thịt cũng nhận ra điều này trên khuôn mặt của gã, nhưng cũng phủ nhận, tự cho rằng mình quá đa nghi mà thôi. Chuyện nhà không lo mà đi lo chuyện nhà người ta. Vài ngày trôi qua vì công việc quá nhiều nên cả quyết định thuê hai người làm. Mặc cho trước đây Thành đã không cho phép điều này, giờ đây chỉ còn mỗi cách này mới giúp gã rảnh rỗi đi chơi với người tình. Khi đã tuyển được hai người vừa ý thì Thành sắp xếp cho họ ở đằng sau chuồng heo mới, có nhà kho đựng đồ cũ, chỉ cần dọn dẹp một chút là có chỗ ở rộng rãi. Mọi việc không có gì đáng nói nếu như căn nhà này không nằm ở giữa hai khu chuồng heo cũ và mới. Điều đặc biệt nữa là Thành không trừ tiền nhà trọ vào lương để lấy lòng tin, cũng như cho hai người này làm việc siêng năng hơn. Thành giao cho hai người việc nuôi heo, chăm sóc lúc heo bệnh. Chỉ có sáng dậy sớm mần heo là Thành đảm nhiệm, còn đem ra chợ thì giao luôn cho bọn nó. Hai người làm ngây thơ đâu biết rằng mình đang nằm giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Dân trong chợ thì đang xôn xao về vụ Thục mất tích mấy ngày nay mà không biết là đang ở đâu. Chỉ nghe gã chồng nói là cô bỏ chồng đi theo trai. Nhưng mấy người này ai lại không rõ cái tính của Thục. Cô là một người hiền lành, ít có giao du với ai. Sáng ngày tối đêm làm quần quật thì thời gian đâu mà có người tình bên ngoài. Có một khả năng là do gã chồng này nói dối thôi. Cả chợ ai cũng chĩa mũi giáo về phía gã Thành. Như thế là cả chợ được dịp đoán già đoán non. Gia đình Thục không liên lạc được cho cô nên cũng bực tức lắm. Ba cô ngồi trên ghế đá nhìn ra ngoài như đang lo lắng điều gì đó. Khẽ cầm ly trà uống một ngụm rồi thở hắt ra. Quái lạ chứ, con nhỏ này sao cả tuần nay nó không liên lạc được nhỉ? Mẹ cô từ trong nhà xỏ dép đi ra thì thấy lão già này đang suy nghĩ rồi nói lẩm bẩm gì đó. Bà cũng thắc mắc hỏi. Này, ông đang nghĩ cái gì mà nói như mớ vậy hả? Lời nói của vợ kéo ông về thực tại. Giật mình một cái liếc nhìn sang vợ rồi trả lời. Có gì đâu, mấy ngày nay không liên lạc được cho con Thục, tôi lo quá. Nghe đến đây bà cũng ngồi xuống đối diện nhăn mặt nhìn ông. Cái gì?
Cả tuần nay không có liên lạc được hả ông? Ông đáp: Ừ, tôi không biết làm sao mà trong lòng cứ thấy bức rất khó chịu hả? Có lẽ ông đã nhận biết được cái linh tính của mình là đúng. Tình cảm cha con đôi lúc cũng rất đặc biệt. Hễ con mình có chuyện, ắt người cha sẽ cảm nhận được những điều bất thường. Vì thế mà ông luôn trong tâm trạng lo lắng. Mẹ cô thấy vậy cũng an ủi: Chắc không sao đâu. Vậy mai mình lên nhà nó xem sao. Ừ, cũng đúng ý tôi đó. Mai lên nhà nó coi nó có ra sao không, có sống tốt không. Màn đêm buông xuống với cái không gian ảm đạm đến lạ thường. Tiếng dế kêu hòa lẫn với tiếng chim cú tạo nên một cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Bà Thục ngồi trên bàn đánh cờ một mình, thì từ đâu một cơn gió thoảng qua, lạnh cả sống lưng, khiến ông rùng mình lên mấy cái. Vì lạnh nên ông định leo lên giường nằm, thì bất chợt thấy một thân ảnh đứng ngoài hiên. Vì quá tối, ông không nhìn rõ, cố gắng nheo mắt xem là ai. Dưới ánh đèn hiu hắt, ông nhận ra đó không ai khác, chính là Thục. Con về hả? Mai bà má định lên thăm con đây. Sao về giờ này? Nửa đêm nửa hôm rồi. Thân ảnh Thục mặc áo bông tím quần đỏ như cái lúc mà cô chết. Cô đứng trước hiên dụi mắt khóc nức nở. Tiếng khóc ai oán đến đáng sợ, làm cho ba cô cũng có chút rùng mình. Ba ơi, con xin lỗi. Con không lo được cho ba má nữa rồi. Ông nghe cô nói vậy cũng tỏ vẻ không hiểu. Nó nói vậy là sao? Tại sao về đến nhà mà nó không chịu vào, cứ đứng trước cửa khóc thế kia? Đôi chân ông từng bước tiến đến lan can trước cửa. Vừa đi ông vừa nói: Con nói cái gì vậy? Đã về không chịu vô nhà còn khóc lóc nữa. Hay con bị thằng Thành nó ăn hiếp phải không? Thân ảnh cô lắc đầu liên tục: Con xin lỗi. Con đi đây. Bà cô bước đến cửa thì bóng dáng Thục đã lùi lại phía sau, rồi biến mất trước con mắt ngạc nhiên của ông. Đưa tay lên dụi mắt, rồi nhìn xung quanh xem có ai không. Làm gì có ai ở đây vào giờ này? Ông khẽ đưa tay lên trán rồi thầm nghĩ: Chắc có lẽ mình nhớ con quá nên bị ảo giác thôi. Mà ông đâu biết rằng con gái mình thật sự đã chết từ lâu rồi. Sáng ra, bà má Thục đã đứng trước cổng nhà Thành, tay liên tục bấm chuông. Một hồi sau, Thành trong nhà bước ra với khuôn mặt ngái ngủ, miệng lèm bèm: Ê, bà má đến đây làm gì vậy? Mới sáng sớm à? Nghe thằng con rể nói chuyện như mình đang ngang hàng với nó, thì ba của Thục liền nổi giận. Lúc đầu ông đã không thích tên này rồi, vì Thục cứ liên tục năn nỉ nên ông mới cắn răng gả con gái cho nó. Giờ đây nó lại dám lên giọng với mình. Cậu nói vậy là ý gì hả? Định đuổi khéo ông bà già này à? Thành nghe vậy liền hạ giọng nói đểu: Dạ con chào ba má. Được chưa? Mày dám? Mẹ Thục thấy không ổn liền chạy lại ngăn cản: Thôi, đến rồi còn gây chuyện nữa. Nói xong bà kéo ông chồng sang một bên. Đến đây bà đưa con mắt như dò hỏi nhìn Thành: Chẳng qua bà má đến đây chỉ để thăm con Thục thôi, không có ý gì đâu. Thành dựa vào góc cột của cổng nhà mà khoanh tay nhìn hai người bằng con mắt khinh thường, đoạn trả lời: Con gái hai người dai cũng tốt lắm. Nó bỏ theo trai rồi đó. Cả tuần rồi
giờ còn tìm gì nữa. Nghe đến đây, bà má cô Thục như muốn ngã bệt xuống, người run run như không tin vào sự thật. Dù sao thì Thục cũng do một tay ông bà chăm sóc, tính tình của cô ông bà còn không rõ hay sao? Không có lý do gì mà cô lại bỏ đi theo trai. Bà Thục bức xúc chửi vào mặt thằng rể mất dạy. Mày nói vậy là sao? Nó theo trai là sao? Cho dù nó có theo trai thì điện thoại cũng phải bắt máy chứ. Hay là mày làm gì nó rồi phải không? Khuôn mặt của Thành nghe ba Thục chửi liền hằn lên nét mặt giận dữ. Không nhẫn nhịn nữa mà chỉ thẳng mặt hai người, hắn quát lên. Hai ông bà đừng có đổ lỗi cho tôi. Nó theo trai rồi thì làm sao dám bắt máy chứ? Tại hai người không biết dạy con thôi. Mày... Thành không giữ được điềm tĩnh nữa mà bước vào kéo cổng lại, miệng nói: Tụi hai người về đi, cút đi cho tôi nhờ, ồn ào quá. Dứt câu, Thành đóng mạnh cổng lại như dằn mặt hai ông bà già lớn tuổi. Bà Thục hằng học chửi: Thật chó, mày nói con tao theo trai, bằng chứng đâu hả? Mẹ Thục kéo chồng ra xe, rồi khuyên nhủ cho ông bình tĩnh lại, kẻo một chút lại làm trò cười cho mọi người xung quanh. Nghe lọt tai nên ông cũng cố gắng kìm nén, rồi lên xe chạy về. Hai người trên xe bàn nhau về việc cô Thục. Mấy điểm này rất khả nghi. Nếu một tuần sau mà không tìm được hay không liên lạc được cho cô nữa, thì họ sẽ báo công an vào cuộc để tìm kiếm con gái mình. Đêm xuống, màn đêm hiu hắt bao trọn lấy khung cảnh xung quanh. Từng cơn gió thổi xuyên qua kẽ lá, vang lên những tiếng xào xạc đến đáng sợ. Lâm với chị đang ngủ thì bừng tỉnh bởi tiếng rít của gió quá lớn. Lâm nhìn qua thằng chị. Ê, tao thấy rợn rợn sao mày? Tiếng gì nghe ghê quá. Thằng chị thấy vậy thì phủ nhận, rồi kéo chăn lên tới cổ. Thôi đi ông tướng, ngủ sớm đi, mai còn làm heo phụ ông chủ nữa, dậy trễ ông trừ lương giờ. Nghe chị nói vậy, Lâm cũng định đưa mình vào giấc ngủ thêm một lần nữa thì cơn buồn tiểu lại sộc đến bất ngờ. Lâm hớt hải xỏ dép chạy ra mé chuồng heo để giải tỏa. Đang mải mê tận hưởng thì con mắt của nó lại đảo về với dãy chuồng đối diện đã bỏ hoang từ lúc nào. Dãy nuôi heo đó là nơi ông chủ dặn tụi nó không bao giờ được bén mảng đến, nếu phát hiện sẽ bị đuổi ngay tức khắc. Còn lý do là gì thì chả ai mà biết được. Lâm không hiểu vì sao lại cứ chăm chăm nhìn về cái chuồng heo u ám ấy, hai mắt không rời. Bỗng nhiên khuôn mặt nó cắt không còn giọt máu, cả người run lên từng hồi. Vội kéo quần lên rồi chạy vào nhà mà không quên đóng cánh cửa lại một cách thật mạnh. Chị nghe động liền ngồi bật dậy nhìn thằng Lâm đang ngồi run rẩy mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mày làm trò gì mà hớt hải vậy? Còn đóng cửa lớn nữa chứ, không cho ai ngủ hả? Nghe chị hỏi, Lâm cũng bớt đi một phần sợ hãi, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đoạn quay qua nhìn thằng chị bằng khuôn mặt tái mét, mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt như mới tắm xong, làm cho thằng chị cũng hơi giật mình. Lâm nói: Bên ngoài có mà, tao thấy nó bay vòng vòng, nó còn. Còn thế nào? Còn nhìn tao rồi bắt tay chào nữa. Nó cười với tao nữa. Cái con ma áo tím quần đỏ, nó cứ lướt qua lướt lại ghê lắm, giống như trong phim á. Mồ hôi của chị chảy từ trán xuống cằm khi nghe từng câu từng chữ của Lâm. Vốn dĩ chị là một người có niềm tin vào tâm linh. Nó tin trên đời này có ma quỷ, dù chưa gặp lần nào. Nó cũng rất sợ ma. Đôi khi nó cũng tự hỏi tại sao bản thân lại sợ thứ chưa từng gặp. Thật buồn cười.
Đáng lẽ ra chị không tin lời thằng này, nhưng sắc mặt của Lâm đã biểu hiện rõ nét sợ hãi như thế, sao mà không tin được. Miệng thì có thể dối, nhưng cảm xúc thì làm sao có thể dối được. Nó đâu phải diễn viên sân khấu. Lâm lúc này đã nhảy lên giường, trùm chăn run rẩy sợ hãi từ lúc nào. Có lẽ đây là nỗi ám ảnh mà cả đời nó không thể quên mất. Chị thấy vậy cũng kéo chăn nó mà hỏi. Ra đây, nói cho rõ coi, có thể mày nhìn lộn sao? Không, không, tao không ra đâu. Con ma trắng bệch ghê lắm. Thế là hai thằng cứ kéo chăn qua lại. Được một lúc thì bất chợt từ đâu một cơn gió lạnh thốc vào, làm thằng chị ngồi ngoài không đắp chăn phải rùng mình, da gà nổi lên rần rần. Kỳ lạ, rõ ràng cửa sổ lẫn cửa chính đã đóng rồi mà, gió từ đâu thổi vào được. Tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn tạp trong đầu nó lúc này. Không để nó hỏi, thì ngoài cửa đã vang lên giọng nói như từ chốn xa xăm nào đó vọng về. Giúp tôi với, giúp tôi với, giúp tôi. Thằng chị lắng tai nghe thì cảm nhận giọng nói này u ám lắm. Đã chắc chắn chính phần cái thứ này không phải là người rồi. Nó liền run rẩy chui vào chăn cùng thằng Lâm. Có phải nó không? Phải không? Lâm cũng không khác gì mấy khi nghe thấy giọng nói này, không ngừng run lên từng hồi. Tao không biết đâu. Có thể nó đến nhát tụi mình á. Tiếng gõ cửa cộng với tiếng khóc rên rỉ từ bên ngoài cứ liên tục vang lên, hòa lẫn vào không khí xung quanh. Cứu tôi, cứu tôi đi mà, tôi chết quang lắm, quang lắm. Hai thằng bịt tai lại, không muốn tiếp tục phải nghe cái thứ âm thanh kinh dị này nữa. Được một lúc thì tiếng gọi nhỏ lại rồi tắt hẳn. Nó đã đi rồi sao? Ai mà biết được nó đã đi hay chưa. Có khi nó đang ngồi vắt vẻo trên ngọn cây nào đó, chờ hai thằng bước ra thì sẽ vồ lấy rồi bắt hồn đi mất. Đến lúc đấy thì chấm hết. Cả hai đều đang suy nghĩ như vậy. Ngay lúc này đây, Thành đã về. Bước vào nhà với cái bộ dạng say mềm. Có vẻ gã đã uống rất nhiều rượu. Dáng vẻ liêu xiêu đi đến chiếc giường, liền đổ ập người nằm bẹp xuống, miệng cười chua chát mà chửi đổng. Đồ cái con chó cái, mày dám phản bội tao theo thằng giàu có đó. Đừng có để tao gặp lại mày. Tao giết, giết. Cứ như vậy, gã liên tục chửi đổng một mình, tự trách bản thân mình ngu ngốc và không ngừng chỉ trích người con gái kia. Một hồi sau, Thành nói một hơi cũng khát nước, liền hét lên. Con Thục đâu? Đem nước cho tao. Khát. Đáp lại lời hắn là một sự im lặng đến đáng sợ. Thấy không ai trả lời, hắn gắt lên một lần nữa. Tao nói đem nước lên cho tao. Con Thục. Khác với lần trước, lần này có tiếng bước chân sau nhà đi lên. Âm thanh dội lại, hòa lẫn vào bóng tối không một ánh đèn, làm cho nơi đây càng trở nên đáng sợ. Nhưng vì say nên Thành không biết được cái gì. Lúc nãy vào nhà vì quá mệt nên không thèm mở đèn. Tiếng chân bước đến đối diện gã rồi đứng lại. Nước của anh đây. Nghe vậy, gã vội ngồi dậy, giật ly nước trên tay người kia rồi đưa lên miệng uống một hơi. Nhưng được một nửa, gã chợt khựng lại. Giờ đây Thành mới nhận ra là người vợ của mình đã chết rồi mà. Vậy ai
ai là người đem nước cho gã. Căn nhà này ngoài gã thì làm gì còn ai nữa chứ. Vậy thân ảnh mờ nhạt đứng ngay trước mặt của gã là ai? Nghĩ đến đây, gã liền phun ngụm nước đang uống dở, rồi lùi lại vào trong giường. Mày là ai? Sao mày vào được đây? Thân ảnh ấy liền dần tiến sát lại, chỉ cách khuôn mặt của gã vài gang tay. Khi mặt đã đối mặt thì Thành mới hốt hoảng, thân người như muốn tê dại đi. Vì đối diện với gã là một khuôn mặt trắng bệch đầy máu, dòi bỏ lúc nhúc, bốc lên cái mùi tanh hôi đến lợm giọng. Nó nhếch miệng lên cười, từ trong hàm răng đen xì chảy ra máu, rất nhiều máu, lan ra cả chiếc giường gã đang ngồi. Máu, tao phải giết mày để đòi lại máu của tao, da thịt của tao, trả lại cho tao. Nói xong, nó đưa bàn tay xương xẩu còn dính một vài miếng thịt đã thối rữa lên trước mặt, định bóp cổ của Thành. Thì gã nhanh tay quờ quạng vào bức tường gần đó, mục đích là muốn mở công tắc đèn lên. Bàn tay của nó gần chạm được đến cổ của gã thì tắt. Ánh đèn sáng lên xua tan ngay cái không khí u ám lúc nãy. Mọi thứ trở lại như cũ, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thành thở phào nhẹ nhõm. Tự nhiên gã chép miệng, cảm thấy ngọt ngọt xen lẫn mùi tanh. Cái quái gì vậy? Không lẽ do rượu gã uống lúc chiều? Nhìn xuống đất thì gã mới trợn tròn mắt sợ hãi, tay liền bịt miệng chạy vào nhà tắm. Trước mắt gã chính là cái ly nước lúc nãy mình đã uống. Nhìn xuống thấy toàn là máu vương vãi khắp sàn nhà. Vừa nôn xong, Thành chửi một mình. Con chó, mày dám về đây dọa tao hả? Cứ chờ đó, tao thề xử đẹp mày. Thành bây giờ mới nhìn vào gương. Được một lúc, gã té ngã xuống đất, thân hình run rẩy không thể nhúc nhích. Trong cái gương có một khuôn mặt đầy máu đang áp vào, trợn tròn con mắt trắng giả mà nhìn hắn. Mày trả thịt lại cho tao. Mày trả thịt lại cho tao. Dứt câu, mái tóc từ trong gương bỗng dài ra, trói chặt lấy cổ của Thành, khiến cho gã ta khuôn mặt tím tái đi, khẽ rên rỉ. Tao không cố ý đâu. Tao không. Tao sẽ giết mày. Cứ vậy đêm hôm đó, Thành bị Thục dọa cho không yên. Hai thằng vẫn còn ám ảnh vụ con ma hôm qua nên cũng còn run sợ, nhưng đành liều nhắm mắt nhắm mũi chạy cho nhanh lên trước, trễ giờ thì bị trừ lương. Đến nơi, hai thằng thở hồng hộc vì vừa chạy hơn vài chục mét, liền mở đèn lên. Ánh đèn dây tóc mờ ảo hắt lên cũng làm bọn nó đỡ sợ. Bà con heo đã được tách sẵn ra chuồng, không cho ăn uống, chờ ngày hôm nay để lên bàn mổ. Thấy không gian buồn chán, hai thằng tám chuyện qua lại, coi bộ vui lắm. Khoảng hơn một tiếng sau không thấy Thành đâu, hai thằng mới bắt đầu lo lắng. Thằng Lâm ngồi trên thành chuồng xi măng, khẽ nhìn thằng chị rồi nói: Ê mày, trễ giờ mượn heo rồi đó, lát sao đi kịp giao cho người ta. Thằng chị đang ngồi chồm hổm, nghe thằng bạn nói như vậy, cũng đứng dậy mà trả lời: Bình thường ông ta đúng giờ lắm mà, không hiểu hôm nay làm sao đấy. Hay là mày chạy lên nhà hỏi ổng xem sao. Tao không đi đâu, tao điên mình sợ lắm. Mày đi đi, tao đợi cho. Nhà Thành với khu trại heo của gã được bao quanh bởi lớp hàng rào cao hơn 3 mét rất chắc chắn, nằm xa khu dân cư. Vì khi xưa
Bà của Thành sợ hàng xóm dị nghị về cái mùi hôi của phân heo nên đành phải dọn ra ở một mình một khu đất trống giữa ruộng để không phiền bố con thằng nào. Nhà của Thành thì nằm trước chuồng heo, đầu đó khoảng hơn chục mét để tránh mùi hôi thối. Lúc này chỉ hơn 3 giờ sáng nên trời vẫn còn nhá nhem tối. Có lẽ thằng Lâm vẫn còn ám ảnh nặng nề vụ hôm qua nó gặp con ma. Thằng chị nhìn nó run rẩy ôm chặt lấy cây cột không chịu đi thì cũng lắc đầu nói: "Ơi, đúng là cái thằng nhát gan. Vậy mày ở đây đợi đi, để tao lên tao coi ông chủ coi có bị bệnh gì không." Thằng chị vừa nói dứt câu thì thằng Lâm vui vẻ gật đầu. Đúng là chịu thua cái thằng nhát gan này thật. Nghĩ xong, chị cũng hướng về phía trước nhà chính của Thành mà đi. Một lát sau cũng đến nơi mà chẳng có gì xảy ra cả. Lại thần hồn nát thần tính rồi. Nó nhanh chóng lại gõ cửa chính. "Anh Thành ơi, anh đâu rồi? Có việc gì hay sao mà em với thằng bạn đợi nãy giờ không thấy anh ra mừng heo vậy?" Dứt câu, chị nghe trong nhà có tiếng bước chân đi ra. Cánh cửa gỗ được Thành mở ra. Khi cửa vừa mở, cảnh tượng trước mắt làm cho chị giật thót tim, lùi lại mấy bước. Đập vào mắt nó là hình ảnh của gã Thành, hai mắt thâm quầng, mặt hóp lại, trông vô cùng kinh dị. Hôm qua rõ ràng Thành vẫn còn bình thường mà, tại sao chỉ sau một đêm lại thành ra như thế này? Hơi giật mình, nhưng nó cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh chủ, anh có làm sao không? Tới giờ giao heo rồi đó mà chưa thấy anh xuống." Thành nheo mày nhìn thằng chị, rồi cũng ồm ồm trả lời, giọng nói có vẻ yếu ớt: "Tao quên không nhắc tụi mày. Hôm nay tao bị bệnh rồi nên nghỉ một hôm, mai tao mới mừng lại. Giờ thì mày về mày ngủ đi, nhớ sáng dậy sớm làm việc đó." "Tao nói xong rồi, mày về đi." Dứt câu, gã đóng cửa lại, không chờ cho thằng chị trả lời. Nó gãi đầu cho rằng Thành hôm nay thật kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ là sao trông Thành đáng sợ thế kia, chẳng khác nào một con quỷ. Nhưng gã nói như vậy thì đành nghe, chứ biết làm sao. Mãi suy nghĩ một hồi thì nó cũng bước về lại nơi mổ heo. Mắt thằng chị đảo một lượt xung quanh, hiện trên khuôn mặt là nét lo lắng. Cái thằng này, bảo nó đợi ở đây. Nó đi đâu mất rồi trời? Hay là nó về nhà kho rồi?" Nói tới đây, chị cũng nhanh chân bước về nhà sau, xem Lâm có chạy về rồi đi ngủ không. Chị nhanh chóng mở cửa bước vào. Bên trong tối đen như mực. Chị nghĩ thằng này nó chưa về rồi. Nếu nó về thì đèn đã được mở vì nó vốn sợ ma. Đặc biệt hôm qua còn mới bị nhát trong một trận thừa sống thiếu chết. Chị đưa tay mở công tắc, đèn sáng lên. Đúng như suy đoán của chị, nó hoàn toàn không có ở đây. Ngoài đi làm thì nó có thể đi đâu được chứ? Hay nó trốn ra ngoài chơi? Điều này cũng không thể, vì tường rào cao hơn 3 mét, có cả miễn sành trám xi măng bên trên, làm sao có thể liều mạng leo ra ngoài để làm gì? Điều này bất khả thi. Thằng chị ngồi trên giường vò đầu bứt tai tự hỏi, rồi lại tự trả lời như thằng dở hơi. Ánh sáng ban mai le lói xuyên qua từng kẽ lá, đem lại không gian tươi mới cho một ngày dài. Thằng Lâm nằm trên nền xi măng một cái chuồng heo cũ kỹ gần 30 mét vuông tận sâu cùng. Không hiểu vì sao nó lại ở đây. Nó dần nhúc nhích, khẽ mở đôi mắt rồi vội nheo lại. Mắt của nó chưa kịp thích ứng với ánh sáng. Một lát sau nó mới mở mắt hẳn ra được. Vội ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Đồ đạc tủ kệ cũ kỹ nằm la liệt. Nơi đây cũng trở thành nhà kho từ rất lâu rồi. Bức tường với nền xi măng lâu ngày không ai dọn rửa, nên mọc rêu xanh hóa đen, bốc lên mùi hôi tanh tưởi đến lợm giọng. Thằng Lâm không biết tại sao nó lại nằm ở đây. Chỉ nhớ đêm qua khi đang ngồi hóng gió thì chợt thấy có một ai đó đứng ngoài xa, ngoắc tay, rồi hai mắt nó lờ đờ đi, không biết gì nữa.
Tỉnh lại mới biết mình đã nằm ở đây, nơi mà Thành không cho phép bọn nó đặt chân đến. Định đứng dậy bước đi về phía trại mới để phụ thằng chị, thì nó nghe tiếng bước chân tiến lại đây. Không nghĩ nhiều, nó liền ngồi xuống ẩn nấp, chỉ ló đầu đưa hai con mắt thăm dò. Người ngoài đó không ai khác, chính là Thành. Gã đang làm gì ở nơi này, đến Lâm cũng không biết, nhưng nhìn có vẻ mờ ám lắm. Bỗng nhiên, gã ngồi bệt xuống đất cạnh cái hố gà đã nhấn chìm xương của cô Thục. Nền xi măng gã mới trám còn rất mới, khác với những lớp xi măng cũ kỹ khác, mắt thường cũng nhận ra được. Thằng Lâm cũng không ngu ngốc đến nỗi mà không nhận ra điều này, tự hỏi tại sao lại có lớp xi măng mới trám ở đó chứ. Thành cất giọng nói ồm ồm của mình lên, làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Thục à, thật ra tao không muốn giết mày đâu, chỉ là mày quá ương bướng, chửi cả dòng họ tao, nên trong lúc bực tức tao mới giết rồi chặt xác mày thôi. Với lại tao cũng nhân từ khi đưa mày chôn ở đây mà, còn giữ xương lại, sau này có gì tao xây cho mày một cái mộ thật to. Bởi vậy từ nay mày đừng có về đòi mạng tao nữa. Lỡ mà tao chết thì không có ai xây mộ cho mày đâu. Không lẽ mày muốn ở dưới đó mãi sao? Những câu nói sắc lạnh đầy sự độc ác này cứ thế chạy vào não của thằng Lâm. Nó bịt miệng để không hét lên thành tiếng. Mồ hôi tuôn ra như tắm, ướt đẫm cả lưng áo. Đây thực sự là chủ của nó. Sau hơn một tuần làm việc, chỉ biết Thành rất ít nói, đôi lúc cũng tốt bụng, nhưng nó đâu nghĩ rằng đằng sau gã lại có thể tàn độc giết người rồi phanh thay ra như vậy đâu. Còn chính là người vợ của mình nữa. Lúc trước khi xin việc ở đây, cũng có nghe người dân đồn rằng vợ Thành mất tích hơn mấy tuần rồi, không ai biết ở đâu cả, nên mới thuê hai người làm là nó và thằng chị. Nghĩ đến đây, nó lại rung lên từng hồi, không dám hé răng dù chỉ nửa lời. Nếu gã biết được Lâm đang nấp ở đây nghe hết tội ác của mình thì làm sao? Liệu có băm thay Lâm ra như cái cách mà gã đã băm thay vợ mình? Nói xong, gã chậm rãi đứng dậy, miệng nói tiếp. Tóm lại, nếu mày còn tiếp tục dày hù dọa tao thì đừng có trách tao mời thầy Tào về yểm cho mày khỏi đi đầu thai luôn, mà phải chịu đau đớn mãi mãi đó. Tao biết mày cũng đang ở đâu đây, và nghe tao nói, ngoan ngoãn mà nghe lời đi. Nhìn Thành chẳng khác nào gã điên đang nói chuyện một mình. Xong một hơi, gã quay người bước ra cửa. Khi nghe không gian im ắng, Lâm khẽ thở một hơi, nghĩ rằng Thành đã bước ra ngoài rồi, thế nên nó mới nhẹ nhấc chân chuẩn bị đứng dậy. Thì cốp, bất ngờ chân nó đá trúng khúc cây được dựng đứng sát bên từ khi nào. Cơn sợ hãi được đẩy cao đến đỉnh điểm, nó ôm đầu nép mình vào góc tường, cho rằng tên Thành kia đã nghe thấy. Một phút, hai phút, rồi ba phút trôi qua, vẫn không có gì xảy ra. Nó liền ôm ngực thở hổn hển, chắc gã ta đã đi thật rồi. Chưa kịp để Lâm đắc thắng thì một bàn tay từ đằng sau đưa lên mạnh bạo bịt lấy miệng của nó. Bàn tay da nâu rắn chắc này đích thị là của gã Thành. Thằng Lâm sợ hãi vùng vẫy định thoát thân, thì gã lấy bàn tay còn lại bẻ ngược hai tay của thằng Lâm lại ra đằng sau, làm cho nó phải rên rỉ mà không hét lên được. Còn heo cả mấy chục ký gã còn vật xuống làm thịt được, thì một thằng trai trẻ mới 18 tuổi như Lâm chẳng bao giờ làm khó được gã. Gã khẽ thì thầm vào tai Lâm. Có phải mày đã nghe hết không? Chuyện mà tao vừa nói. Lâm liền liên tục lắc đầu phủ nhận đi việc mình đã nghe thấy.
Nó đâu có ngu mà gật đầu. Nó biết nếu như mình gật đầu thì số phận cũng giống như vợ gã mà thôi. Thằng Lâm không ngừng run rẩy lên từng hồi. Không lẽ cuộc đời của nó chấm dứt tại đây sao? Chưa tỏ tình với người yêu mà, còn nhà lầu xe hơi mà nó hằng mơ ước nữa. Sau một hồi cố gắng vùng vẫy, cuối cùng nó cũng thoát khỏi hai cánh tay của gã. Lúc này nó định phản kháng lại thì gã nhếch môi. Đồ quắc con. Gã dùng lực vào cánh tay còn lại, đánh thẳng vào gáy của thằng Lâm một cái thật mạnh. Bất ngờ dính đòn, hai mắt nó vô hồn, đổ ập người xuống nền xi măng bất tỉnh. Trời còn sáng nên cũng không tiện, cho mày sống thêm vài tiếng nữa vậy. Tao hy vọng là thằng bạn của mày không ngu ngốc mà lao đầu vào chỗ chết như mày. Thế là gã ra trước cửa ngồi đó đợi. Gã đợi trời tối sẽ phi tang Lâm để tránh tai họa sau này. Bất ngờ thằng Chì từ đâu chạy tới. Anh ơi, anh có thấy thằng Lâm ở đâu không? Em nghĩ nó ở đây cho nên mới ra tìm. Gã Thành đảo mắt rồi nhìn nó nói. Tao ở đây không có thấy nó đâu cả, mày tìm chỗ khác coi có không. Dạ, vậy thôi em đi. À khoan, tao có hộp cơm đây nè, ăn đi lấy sức. Vâng, cảm ơn anh. Dứt lời, nó vội quay lưng đi, để lại phía sau là ánh mắt sắc lạnh của Thành. Từ sáng đến trưa, thằng Chì làm việc quần quật một mình, uể oải cả tay chân. Nó cũng không biết huynh đệ vào sinh ra tử của mình đã đi đâu từ 3 giờ sáng đến giờ. Trong lòng lo lắng hơn tức giận. Lo lắng là vì lúc xin ba má đi làm, thằng Lâm từng nói sẽ giữ thân thật tốt. Thằng Chì còn vỗ ngực chắc chắn với ba mẹ thằng Lâm rằng hai thằng sẽ không sao, còn hứa sẽ dành dụm nhiều tiền để sửa lại nhà. Nếu bây giờ thằng Lâm có chuyện gì thì nó biết làm thế nào đây? Đến giờ nghỉ chiều, nó cầm cái nón phe phẩy cho đỡ nóng, rồi thở dài mở hộp cơm mà Thành đã đưa cho nó. Vừa ăn vừa nhìn về một hướng, trong lòng vẫn dấy lên nỗi bất an về sự biến mất của thằng bạn. Đang ăn thì một cơn gió lạnh từ đâu thổi qua, làm người nó phải rùng mình mấy cái. Trời chiều nắng chang chang thế này, sao lại có luồng gió lạnh như vậy? Thằng Chị tiếp tục múc cơm bỏ vào miệng, không để ý đến việc này nữa. Ăn một hồi, nó chợt khựng lại, đánh rơi hộp cơm đang ăn dở trên tay xuống đất. Nó sợ hãi thốt lên. Cái mẹ gì vậy? Sao cơ thể của mình không nhúc nhích được? Ây da, nặng quá! Đằng sau có hai bàn tay lạnh buốt bấu vào vai nó. Một giọng nói văng vẳng âm u cất lên. Cơ thể thằng Chị như không còn là của nó nữa, không hề cử động được mà chỉ có ánh mắt liếc qua liếc lại như muốn nhìn xem đằng sau mình là ai. Bản thân dấy lên sự sợ hãi, nghĩ rằng đằng sau mình không phải người, vì giọng nói này rất giống giọng nói của con ma hôm qua. Nó rung giọng cố nói. Cô là ma sao? Tại sao cô lại tìm tôi chứ? Bạn tôi nó làm sao hả? Thành đâu? Ý cô hỏi anh chủ hả? Anh ta sửa chuồng heo cũ đằng sau ấy, từ sáng đến giờ không có lên đây. Bỗng nhiên thằng Chị không nghe thấy gì nữa. Đáp trả nó là một không gian im ắng như tờ. Nhưng bàn tay lạnh buốt xương sẩu ấy vẫn còn để trên vai của chị. Chị đánh liều hỏi. Này, cô đâu rồi? Sao đang nói chuyện lại im lặng vậy? Rốt cuộc là sao? Thằng bạn tôi đâu? Hay là cô bắt nó rồi hả? Giọng nói ấy lại cất lên. Không, nhưng hãy giúp tôi việc này.
phải mượn xác thôi. Xin lỗi. Cái gì? Mượn xác? Kỳ lạ, sau câu nói ấy, bàn tay của chị không còn nghe theo sự điều khiển của nó nữa. Bất giác nó móc cái điện thoại 1280 cũ kỹ trong túi ra, bấm số liên tục, rồi đưa lên tai trong sự ngỡ ngàng của chính bản thân mình. Bên đầu dây bên kia bắt máy. Alo, ai gọi tôi vậy? Miệng thằng chị bỗng dưng bị điều khiển mà khóc lóc nói lớn. Ba, con là Tục đây nè. Con bị tên Thành giết rồi. Nó còn chặt xác con ra nữa. Ba mẹ nhanh báo công an đi. Nó cái gì? Là sao? Alo. Chiếc điện thoại rơi xuống vỡ tan tành. Thằng chị giật thót mình một cái, tay chân theo đó liền cử động lại được. Hình như Thục đã thoát ra khỏi xác nó rồi. Thằng chị đứng dậy, vươn tay vươn chân, rồi vỗ vào mặt mình mấy cái. Nghĩ là mình bị ảo giác, nhưng khi nhìn xuống thấy cái điện thoại bị vỡ dưới đất, nó liền giật mình nhớ lại sự việc vừa rồi, vội dấy lên sự nghi ngờ. Không lẽ gã Thành đã giết người như lời con ma kia nói? Suốt buổi chiều, nó vừa làm vừa suy nghĩ về việc này. Tối đến nằm trên giường bắt tay lên trán, liên kết lại mọi việc với nhau. Từ con ma đến sự mất tích của thằng bạn và mấy việc kỳ lạ mà gã Thành đã làm trong ngày hôm nay, cộng với sắc mặt của hắn nữa. Đến đây, nó bất ngờ ngồi bật dậy, hốt hoảng thốt lên. Chết rồi, thằng Lâm! Dứt câu, thằng chị nhanh chóng xỏ dép, chạy ra phía sau, theo đường mòn mà đi về hướng khu trại heo cũ. Trong lòng tự trấn an, hy vọng thằng bạn không sao. Nói là chạy, chứ thật ra nó đang rón rén hết mức có thể để thăm dò, quan sát mọi thứ xung quanh. Lâm lúc này bị Thành trói vào cây cột ở một góc của chuồng heo bằng sợi dây mà gã hay dùng để trói heo. Gã đứng trước mặt Lâm với con dao chọc tiết heo trên tay. Nó thấy vậy liền giãy giụa định la hét, nhưng bị buộc băng keo trên miệng nên chỉ ú ớ được vài câu vô nghĩa. Thấy vậy, gã bất chợt nhếch mép rồi đưa tay tháo miếng băng keo ra. Chỉ chờ có vậy, Lâm không ngần ngại mà hét lên. Chị ơi, cứu tao, cứu tao! Hét được vài câu, nó thở hồng hộc vì quá mệt, khàn cả cổ mà không thấy ai đến. Gã Thành nhìn nó rồi cười lớn. Mày định kêu cứu thằng ngu đó hả? Tao đã bỏ thuốc ngủ vào cơm của nó rồi. Vì hơi lỡ tay bỏ hơi nhiều nên không biết nó có chết không nữa. Nhưng mà giờ này chắc nó đang ngủ, ngủ rất ngon đó. Chị đang núp ở mép tường gần đó, nghe được rằng gã ta đã bỏ thuốc ngủ vào cơm thì liền giật mình. Cơm lúc chiều nó đã ăn hơn nửa hộp lận mà, sao chưa thấy hiện tượng gì? Có khi nào gã bỏ nhầm thuốc gì không? Nhầm thuốc gì thì được, chứ đừng nhầm thuốc tiêu chảy làm mệt. Một hồi suy nghĩ, nó mới nhớ, lẽ nào hồn ma của cô kia đã giúp mình? Thật lạ lùng. Nó lại đưa mắt vào xem diễn biến bên trong. Lầm như tuyệt vọng hẳn đi. Rồi ai giúp được nó đây? Tha cho tôi đi, tôi hứa sẽ không có tiết lộ bí mật đâu. Mày nghĩ tao tin được mày sao? Vậy anh muốn tôi phải làm gì mới tin đây? Tao muốn mày chết. Chỉ có người chết mới im lặng được thôi. Thành chậm rãi tiến lại Lâm mà khuôn mặt không đổi sắc. Trên tay là con dao mổ heo. Ánh đèn cũ kỹ hắt lên khuôn mặt làm gã trở nên đáng sợ hơn gấp mấy lần. Không nói không rằng, gã vùng lên cắm ngập nửa con dao sắc lẻm vào đùi của Lâm. Máu theo lưỡi dao chảy ra, cơn đau dần dần chảy lên bộ não.
Lâm giãy giụa liên tục. Chưa bao giờ nó chịu đựng cơn đau khủng khiếp như thế này. Nó thét gào trong đau đớn. Gã Thành nhếch mép. Chịu khó đi, sẽ mau thôi. Cứu, cứu. Lâm co quắp chân tay lại, mặt mày nhăn nhó. Cơn đau đã lan tỏa khắp thân mình từ lúc nào. Nó cắn răng chịu đựng rồi gào lên. Thằng khốn nạn, mày. Nghe Lâm nói vậy, gã cũng đanh giọng đầy sự tàn ác và bệnh hoạn. Khốn nạn sao? Hả? Chưa đâu, còn nữa. Mày đã biết bí mật của tao rồi. Vậy cho nên á, tao cắt cái lưỡi mày, hay là chặt tay chân của mày trước đây. Giờ đây thằng Lâm mới sợ hãi thật sự. Khuôn mặt ghê rợn cùng với tâm tính của Thành đâu khác nào là một con quỷ sẵn sàng giết bất kỳ ai biết được bí mật của mình. Lời nói của gã cứ như từng con dao nhọn cắm sâu vào não của Lâm, đáng sợ đến khó tả. Chị thấy bạn mình sắp không xong, định liều mình trèo vào thì một giọng nói từ đâu cất lên. Trả mạng cho tao, Thành, trả mạng. Cả ba quay mặt về hướng ấy. Một thân ảnh bay vút tới, áo tím quần đỏ, cổ và thân được buộc cố định lại bởi tóc để hai thứ này không bị rơi ra. Trong hốc mắt không có gì cả, khuôn mặt trắng bệch, vòm miệng toàn là máu. Phía trên đầu còn có một lỗ thủng, trong đó bò ra mấy con giòi trắng ẩn lúc nhúc. Thân ảnh của Thục trông ghê rợn đến mức kinh hãi, bởi phần thân dưới toàn xương như từng bị ai đó róc thịt ra vậy. Thằng Lâm vốn sợ ma, thấy cảnh tượng này nó tiểu luôn trong quần. Không dừng lại ở đó, nó còn ói mửa vì không chịu nổi cái mùi hôi tanh tưởi bốc ra từ con ma kia. Gã Thành thì trái ngược hoàn toàn, khuôn mặt hắn vằn lên những tia máu. Mày được lắm, dám về tìm tao nữa hả? Cũng gan lắm, tao sẽ giết mày thêm một lần nữa, còn chó cái. Dứt câu, gã định rút con dao còn dính trên đùi của Lâm ra thì nó nói: Đừng mà, đừng. Vốn dĩ Thành là con người độc ác, gã muốn làm gì thì chỉ có trời mới cản được thôi. Nhìn Lâm rồi gã nhếch môi gằn giọng: Mày nên câm miệng lại đi, đợi tao xử con ma kia sẽ đến lượt mày. Không. Lời nói vừa dứt, gã không ngần ngại rút con dao ra. Thằng Lâm cũng vì vậy mà hét lớn lên. Cơn đau tăng lên gấp mấy lần so với lúc nãy. Máu không ngừng tuôn ra như suối. Mặt nó bắt đầu tím tái đi vì mất quá nhiều máu, miệng thều thào: Thằng chó, mày đâu rồi? Cứu tao, tao sắp chết đến nơi rồi, tao không muốn phải chết đâu. Mày nói nhiều quá đấy. Hắc bạch vô thường đến đó, đến đón sớm vậy, tao chưa chết mà. Mày điên hả thằng kia? Tao đây nè. Lâm định thần lại mới cảm nhận được giọng nói này rất quen thuộc. Nó nhìn qua bên trái, thấy thằng chị đã ngồi bên tháo dây trói cho mình từ lúc nào. Nó cảm động nói nhỏ: Thằng cờ hó, sao mày đến trễ vậy? Tao bị nó nằm đạo lắm rồi đó. Chị đang cúi mình tháo dây trói, nghe nó nói cũng ngửa đầu lên nhìn mà đáp vội: Phải đợi thì cơ chứ, vào không đúng lúc để hai thằng chết chung hả? Cởi dây trói xong, chị cởi áo ra băng lại vết thương cho thằng bạn. Vết thương khá rộng và sâu, đã vậy còn chảy rất nhiều máu,
nên phải đưa đi lên bệnh viện ngay, nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng. Lúc này, gã Thành bước đến chỗ hồn ma của vợ đang đứng mà gằn lên. Để tao xem hôm nay mày còn láo nữa không? Tao thề sẽ băm mày ra một lần nữa. Hồn ma cổ thục vẫn đưa con mắt đen ngòm nhìn gã. Mày trả mạng cho tao, tội ác của mày phải bị đẩy xuống địa ngục mới rửa được sạch tội. Mày chết đi. Gã nghe xong không kiềm chế được, liền sôi máu lên, gần xanh gần đỏ nổi chằng chịt. Không còn nghi ngờ gì nữa, giờ gã đã hóa điên thật rồi. Thành lao đến với con dao trên tay, chém loạn xạ vào bóng hình của Thục. Thân ảnh của Thục cứ bay qua bay lại, lúc ẩn lúc hiện, làm cho gã không thể chém trúng được. Vừa điên tiết chém, gã vừa chửi. Cái thứ như mày nên chết đi, chết đi, tao phải giết mày, đứng lại. Một hồi chém không trúng, Thục cũng biến đi đâu mất dạng. Gã thở hồng hộc, rồi chợt nghe động gì đó, liền quay lại sau lưng. Đập vào mắt gã là chị đang khoác tay đỡ thằng Lâm, nhằm luồn qua đường sau mà bỏ trốn. Gã thấy vậy liền rít lên. Má chúng mày định giải thoát cho nhau hả? Có mà chạy lên trời, tao giết chúng mày. Thấy gã lao đến với tốc độ cực nhanh như một con hổ đói, hai thằng mặt cắt không còn giọt máu, chị liền buông thõng Lâm, đẩy nó về một góc. Tay còn lại lôi từ sau lưng ra một con dao đã thủ sẵn. Hai cây dao sắc bén va vào nhau, Thành điên tiết chửi thề. Cùng mẹ mày, mày dám. Vừa đỡ dao của Thành, chị liền cười khẩy đáp. Anh nghĩ tôi đến đây mà không có sự chuẩn bị hả? Anh lầm to rồi. Được, nếu mày muốn, tao sẽ tiễn mày đi trước. Hai mắt như diều hâu, sẵn sàng giết con mồi của gã thật đáng sợ. Nói gì thì nói, gã cũng mạnh hơn thằng chì nhiều. Càng lúc, nó càng bị đè xuống. Thấy bất lợi, nó quay qua nhìn thằng Lâm. Mày chạy nhanh đi, còn nhỉnh gì nữa? Hai thằng chết chung giờ, nhanh đi! Sau câu hối thúc đó, Lâm vẫn đứng nhìn mà không có ý định rời đi. Lâm nói, Tao không thể. Chạy nhanh đi, không có cần lo cho tao đâu. Không có, chân tao đau, không thể đi được. Nghe tới đây, chị bỗng cảm thấy có gì đó lạ lắm. Đúng rồi, là do nó bị thương không thể đi được, chứ không phải là do mình. Gã Thành thấy chị lơ là, liền đè lưỡi dao sắc lẻm xuống sâu hơn, làm cho thằng chị nhăn nhó, gắng gượng chống đỡ. Không thể chạy à? Để tao cho tụi mày về với đất mẹ ngay bây giờ. Dứt câu, gã hung hăng chém mạnh xuống. Với tốc độ nhanh nhẹn, chị liền né sang một bên. Không dừng lại ở đó, nó nhanh chóng chém sượt qua cổ của Thành. Gã lùi lại sau mấy bước tránh được đòn chí mạng. Trễ một nhịp nữa, chắc gã đã đoàn tụ với ông bà rồi. Khuôn mặt Thành đỏ lên vì tức giận, liền không nghĩ mà cầm dao tiếp tục lao vào. Biết không đánh lại nên chị chạy vòng quanh cho gã Thành trượt theo. Một lúc chị cũng thấm mệt, mồ hôi đổ đầy trán, ướt cả lưng áo. Nó thở hồng hộc như vừa chạy marathon. Thấy chị sơ hở, gã Thành mạnh bạo lao tới, chém vào tay trái của nó. Tuy chị nhanh chóng né được, nhưng vẫn bị lưỡi dao sượt qua một nhát. Máu theo vết thương cứ liên tục tuôn ra. Gã Thành cầm con dao rướm đầy máu mà cười lớn. Tụi mày liều mạng lắm, cứng đầu lắm, khi dám tò mò cái thứ không liên quan đến mình, dù biết nó sẽ giết chết tụi mày bất cứ lúc nào. Bây giờ tao không thể tha cho tụi mày được nữa rồi. Tụi mày đã biết quá nhiều. Mày cũng nhanh nhẹn lắm, nhưng vẫn còn non lắm con à.
Thằng chị ôm tay đau đớn, nhíu mày nhìn gã rồi chửi. Xuống ta giết vợ mình, còn phần xác ra, dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể nào rửa sạch được tội danh đâu. Thì sao hả? Là tao giết nó rồi đem xác cho chó ăn đó, chặt đầu nó quăng xuống hố ga. Là tao đó, thì sao hả? Dứt câu, gã định lao đến giết chị, thì bất ngờ gã khựng lại. Cơ thể như đóng băng, lạnh buốt cả sống lưng. Thằng chị với Lâm trợn mắt sợ hãi. Vì phía sau gã là Thục, với gương mặt gớm ghiếc, giọng nói rợn người rít lên. Tao thấy mày nên chết đi. Nói xong thì nhìn sang chị. Cậu nhanh lên chạy đi, vía của hắn quá nặng, tôi không giữ được lâu. Mày dám xúi người ngoài hai chồng mình, đồ con vợ ma quỷ, thả tao ra. Nhân lúc này, thằng chị bay tới, tung cú đá cực mạnh vào ngực của Thành. Cú đá toàn lực làm gã hộc máu mồm, rồi đập lưng vào góc tường đau đớn. Thục cũng theo đó mà tan biến mất dạng. Tranh thủ cơ hội, chị mặc cho vết thương đang đau, liền chạy lại đỡ Lâm. Đi thôi. Vừa khoác vai chuẩn bị chạy, thì bất ngờ Lâm đẩy thằng chị ngã nhào sang trái. Vì đau quá nên chị nhìn Lâm rồi rít lên. Mày làm cái mẹ gì? Nói đến đây nó ngừng lại. Cảnh tượng trước mắt làm nó run rẩy, mắt ngấn lệ giọt ngắn giọt dài. Lâm bị một con dao cắm ngập vào bụng, máu chảy đỏ cả nền xi măng cũ kỹ. Không biết từ lúc nào mà gã Thành đã gượng dậy rồi cầm dao lao đến. Thằng Lâm là người phát hiện ra nhưng đã quá muộn. Nó chỉ kịp đẩy thằng chị qua một bên, rồi một mình lãnh trọn cú đâm thẳng vào bụng. Thằng chị lắp bắp nói không thành câu. Lâm quay mặt qua nhìn nó. Có sao không? Thằng bạn tốt. Dứt lời, nó đổ ập người xuống. Một vết thương ở chân đã đủ đau rồi, giờ còn thêm trên bụng, mạng của Lâm chắc khó mà giữ nổi. Thằng chị lao đến ôm thằng bạn đang nằm trong vũng máu mà gào lên. Tại sao? Tại sao mày lại đỡ cho tao? Mày ngu lắm. Lâm vẫn còn một chút hơi thở yếu ớt, liền thều thào. Từ bé đến giờ mày luôn giúp tao tránh khỏi lũ bắt nạt mấy lần. Coi như lần này tao báo đáp mày đi. Không sao đâu, tao khỏe lắm, tao không có chết đâu. Nói xong nó liệm dần. Thằng chị vẫn nắm lấy bàn tay đầy máu của nó, khóc lên nức nở, lòng đau như cắt. Nó làm sao ăn nói với ba mẹ thằng Lâm đây? Biết vậy, giá như... Nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi. Gã Thành ôm ngực mà cười lên. Hay lắm, tình anh em tốt đấy. Nhưng nó sẽ chết thôi, rồi sẽ đến lượt phiên mày, cái thằng phiền phức. Nói xong, gã định lao đến một lần nữa, thì từ đâu hàng chục ánh đèn sáng trưng rọi vào mắt gã, kèm theo lời nói. Anh kia, đứng im. Chúng tôi đã bao vây khu vực này rồi, đầu thú sẽ được khoan hồng của pháp luật. Dứt câu, cả chục người lao vào, ai cũng áo xanh, tay lầm lầm súng. Gã há hốc mồm kinh ngạc, đang suy nghĩ không hiểu chuyện gì xảy ra, thì ba anh cảnh sát chạy đến đè gã xuống, kéo tay gã về sau rồi còng lại bằng còng số 8. Không, đừng giết tôi. Tôi không muốn vào tù đâu. Tôi không có trộn nó chặt xác đâu. Một anh cảnh sát vội đưa tay lấy bộ đàm ra, báo cáo về chỉ huy. Chúng tôi đã bắt được hung thủ, hết. Báo cáo xong,
Anh ta tiến lại chỗ thằng chị đang ôm sát thằng bạn mà khóc nức nở. Đến khi anh công an vỗ vai thì nó mới quay qua. Khuôn mặt đã lấm lem nước mắt, khẽ nấc lên từng hồi. Chú ơi, thằng bạn con nó chết rồi. Nó bị tên ác độc kia giết. Anh công an thấy thằng Lâm nằm bất động trong vũng máu, liền ngồi xuống kiểm tra hơi thở và mạch đập. Anh vội vàng nói: Vẫn còn một chút hơi thở, để chúng tôi gọi cấp cứu ngay. Chị liên tục gật đầu cảm ơn. Cảm ơn chú rất nhiều ạ. Lát sau, tất cả được đem lên xe cảnh sát về đồn lấy lời khai. Riêng thằng Lâm được đưa vào xe cấp cứu, chở đến bệnh viện. Chị chỉ bị thương nhẹ, nên sau khi sơ cứu và băng bó tại chỗ, không ảnh hưởng gì đến việc lấy lời khai. Còn tên Thành kia bị ném vào trại giam, chờ ngày xét xử. Giờ mới biết nhờ cuộc điện thoại của chị lúc bị vong hồn của Thục mượn xác, mà ba mẹ Thục bán tính bán nghi, kết hợp với việc con gái mình đã mất tích mấy ngày nay, nên họ liền báo công an. Nhờ vậy mới cứu sống được thằng chị với thằng Lâm. Sáng hôm sau, cảnh sát cùng người nhà của Thục tập trung tại chuồng heo cũ để chuẩn bị đào hố ga tìm xác. Dân chúng xung quanh thấy chuyện lạ cũng kéo nhau vào xem nghẹt cả một khu, tiếng ồn ào huyên náo. Công an phải giăng dây cấm không cho ai ra vào ngoài gia đình của Thục. Mấy người nhiều chuyện cứ nói với nhau: Hơn 60 tuổi rồi á, tôi chưa gặp trường hợp nào như thế này cả. Phải tội à, tôi đấm cho mấy nhát. Đúng rồi á, tôi nghĩ từ trước vụ mất tích của con Thục là có lý do mà. Đoán già đoán non cũng đúng. Không ngờ nó lại có thể giết vợ của nó. Ôi, đúng là ác thật đó. Cái loại này phải tử hình mới hạ dạ tôi à. Mấy người cảnh sát bắt đầu đập chỗ xi măng mới trám đó ra. Sau một hồi đập phá thì thứ hiện lên trước tiên là tóc, tiếp theo đó là cái đầu bị dòi bỏ ăn lúc chút. Người nhìn vào chỉ muốn đi nôn mửa ngay tức khắc. Mùi tử khí bốc lên nồng nặc đến lợm giọng. Lát sau thì moi lên xương tay, xương chân đầy đủ, nhưng bị tách ra rồi. Người nhà thấy khung cảnh kinh hoàng như vậy cũng xỉu lên xỉu xuống. Ba mẹ Thục đau khổ khóc hết nước mắt, đau xót cho số phận con gái mình lấy phải một gã lòng lang dạ thú. Bây giờ thân xác chỉ còn lại mấy khúc xương trắng mà không được nguyên vẹn. Chắc cô ở Suối Vàng cũng đau đớn lắm. Tin tức người chồng giết vợ chặt xác phi tang dưới hố ga như ngọn lửa rơi vào đống củi khô, nhanh chóng lan rộng khắp Nha Trang. Ai cũng phải nổi da gà khi nghe vụ án kinh khủng này. Người ta đau xót cho cô gái xấu số kia. Tuy gã Thành đã phải đền tội bằng án tử hình, nhưng mọi người vẫn rất phẫn uất với tên chồng phụ bạc sẵn sàng giết người đầu ấp tay gối với mình mà không hề biết hối hận. Căn nhà cùng với trại heo to lớn đó cũng không ai ở nữa, bị bỏ hoang đến hiện tại. Người ở xung quanh đồn rằng ai đi qua đó vào đêm khuya sẽ nghe tiếng hát với hình bóng lập lờ bay qua bay lại trong trại heo bỏ hoang. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện mang ngắn Phía Sau Tội Ác, tác giả Hào Phan. Đến đây chương trình đọc truyện ma đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.